Ban biên tập chương trình Thời Sự Nhanh mến chào quý vị khán giả, mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời Sự Nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. San lở 2 người chết ở Đà Lạt, yêu cầu cán bộ công chức liên quan không rời khỏi địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức liên quan vụ sạt lở chấp hành yêu cầu cũng như cung cấp hồ sơ cho cơ quan điều tra, kể cả ngoài giờ. Liên quan đến vụ sạt lở đất kinh hoàng khiến 2 người chết ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, ngày 1 tháng 7, ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt ban hành văn bản gửi các phòng, ban và đơn vị liên quan phối hợp xử lý vụ sạt lở tại hẻm 36, Hoàng Hoa Thám, phường 10. Trong văn bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan quán triệt cán bộ, công chức, viên chức không rời thành phố, nghiêm túc chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan điều tra, kể cả ngoài giờ thứ Bảy và Chủ nhật cho đến khi kết thúc cuộc điều tra các nội dung liên quan đến vụ sạt lở. Đề nghị đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra khi có yêu cầu. Trước đó khoảng 3 giờ sáng ngày 29 tháng 6, tại hẻm 36 đường mới Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ sập ta luy do mưa lớn làm sập một ngôi nhà bị nghiêng và một ngôi nhà bị vỡ tường. 2 công nhân ngủ lại để trông coi công trình bị vùi lấp, gồm bà NTHV sinh năm 1978 và ông PK sinh năm 1976, cùng ngụ huyện Hòa Phú, tỉnh Phú Yên. Đến trưa ngày 29 tháng 6, thi thể của 2 người này được tìm thấy. Ngoài ra, tại thời điểm xảy ra sạt lở, trong ngôi nhà bị nghiêng có 5 người đang ở, 3 người kịp thoát ra ngoài, 2 người bị mắc kẹt. Đến 4 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 6, nạn nhân được lực lượng chức năng thực hiện giải cứu ra ngoài và đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cứu chữa điều trị. Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng sau đó cũng có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra các sai phạm nếu có liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng nói trên. Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, đánh giá nguyên nhân sơ bộ sự cố sạt lở cho thấy trong thời gian gần đây, khu vực thành phố Đà Lạt lưu lượng mưa lớn, đồng thời chủ đầu tư đang triển khai công tác đắp đất để tạo mặt bằng thi công. Lượng nước lớn thấm xuống đất cộng với khối lượng đất đắp sau lưng tường chắn lớn làm gia tăng áp lực lên ta luy, gây mất khả năng chịu lực dẫn đến sụp đổ công trình. Theo kết quả kiểm tra, khu đất xảy ra sự cố có diện tích khoảng 2.153 m2, gồm 4 hộ gia đình đang thi công xây dựng ta luy chắn đất theo giấy cấp phép xây dựng được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cấp. Đoạn ta luy xảy ra sự cố nằm dọc theo ranh đất công trình phía ta luy âm, gồm 2 cấp ta luy cách nhau 1,2 m, chiều dài khoảng 29 m. Phần ta luy còn lại, một số vết nứt trên bề mặt đất đắp tại đỉnh ta luy có nguy cơ tiếp tục gây sạt trượt, gây mất an toàn xung quanh khu vực. Hạng mục ta luy phía trên đã hoàn thành thi công cách đây khoảng 1 năm, chủ đầu tư công trình đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công.